Xin chào đồng bào công dân Việt Nam. Xin chào đồng bào công dân Việt Nam từ già đến trẻ, từ bé đến lớn, từ trai xinh đến gái đẹp. Xin chào tất cả người dân Việt Nam và đặc biệt kính gửi lời chào đến các vị lãnh đạo của Đảng, các cơ quan bộ phận, các cấp, các ngành, các ông to bà lớn, vân vân và vân vân. Hôm nay tôi lấy thân phận là một công dân chính đáng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi có vài lời muốn nói gửi tới Đảng, tới các cấp các ngành. Và điều tôi sắp nói tới đây sẽ là điều 90 triệu người dân còn lại muốn nói. Và điều tôi sắp nói đó là vấn đề đặc khu kinh tế. Các vị lãnh đạo của nhà nước Việt Nam cho Trung Quốc phê đất của chúng ta 99 năm để làm đặc khu kinh tế. Các vị không nhớ rằng là Trung Quốc là một nước đã lăm le xâm lược chúng ta từ hàng ngàn năm trước rồi. Nhưng cha ông ta đã đổ xương đổ máu, đã hy sinh để chiến đấu giành đất nước lại cho chúng ta, giành sự hòa bình này cho chúng ta. Chúng ta đứng được đây, các vị lãnh đạo ngồi được trên cái ghế lãnh đạo đó cũng nhờ cha ông của chúng ta đã hy sinh đổ xương đổ máu để đuổi bọn quốc, bọn giặc ngồi xâm ra khỏi đất nước Việt Nam. Mà bây giờ các vị lại cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Các vị làm như vậy là các vị mở cửa, các vị gọi là mở cửa cho Trung Quốc vào xâm chiếm Việt Nam một cách rất là dễ dàng luôn, không có một viên đạn, không có một giọt máu, không có một binh lính. Và không nói chỉ hàng ngàn năm trước, cũng mới đây thôi, vài năm trước thôi, sự kiện giàn khoan 981, Trung Quốc đặt giàn khoan ở Việt Nam, làm ra xâm chiếm biển đảo của Việt Nam. Trung Quốc không ngừng ngại bắn chết ngư dân Việt Nam. Các vị thấy đấy, các vị đừng bao giờ nghĩ cái lợi trước mắt mà quên đi cái hậu quả về sau. 99 năm sau các vị còn sống để đuổi nó ra khỏi nước Việt Nam này không? Tôi hỏi như vậy, ba mẹ Việt Nam anh hùng, tôi hỏi quý vị như vậy đấy. Các vị lãnh đạo, các cấp, các ngành, các bộ phận cơ quan, các ăn to bà lớn, tôi hỏi một câu hỏi. Các bạn biết giả tâm của Trung Quốc. Trung Quốc thuê đất Việt Nam là một cái bàn đạp. Thực ra cái giả tâm của Trung Quốc là muốn xâm chiếm Việt Nam. Các vị, Việt Nam của chúng ta đã trải qua hàng 1.000 năm đô hộ, 1.000 năm làm nô lệ cho Trung Quốc. Các vị, bây giờ các vị muốn chúng ta làm nô lệ 1.000 năm nữa sao? Hả? 1.000 năm chưa đủ hả? Hay là các vị muốn con cháu các vị, con cháu chức của các vị làm nô lệ cho bọn nó, bọn Trung Cộng? Ngày xưa cha ông chúng ta, ông Lý Thường Kiệt đã đánh đuổi giặc Trung Quốc chạy về nước và đã sáng tác ra một bài thơ rất là nổi tiếng. Tôi tin là tất cả các người Việt Nam đều biết bài thơ này, và được nói bài thơ này được gọi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam, đó là Nam Quốc Sơn Hà. Thơ rằng: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận đại tiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Dịch rằng: sông núi nước Nam vua Nam ở, ranh ranh định phận tại sắp trời. Cớ sao bọn giặc lại xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Các vị không nhớ bài thơ, các vị không nghe bài thơ đó à? Để tôi nói cho các vị nghe. Các vị là người Việt Nam, chảy trong mình dòng máu Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta sinh ra và lớn lên ở đây. Chúng ta chôn nhau cắt rốn ở đây. Các vị không thể nào bán đất của chúng, thuê đất của chúng ta, cho thuê đất của chúng ta cho Trung Quốc được. Các vị đừng vì lợi ích trước mắt mà quên đi hậu quả về sau. Tôi xin thề, tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây là đất nước của chúng ta. Và cái gì? Khẩu hiệu mà Đảng đặt ra cho dân là gì? Do dân vì dân đâu? Dân có đồng ý là cho thuê đất không? Tại sao các vị? Do dân vì dân và dân làm chủ đâu? Tôi không thấy, tôi toàn thấy là các vị lãnh đạo làm chủ thôi. Các vị thay mặt 99 triệu người à? Do dân vì dân đâu? Và tôi xin nhắc lại một lần cuối cùng, đây là đất nước của chúng ta, nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, nơi chúng ta chôn nhau cắt rốn. Tổ quốc này chỉ có một. Đừng để Việt Nam yêu dấu của chúng ta mất đi trên bản đồ thế giới. Và tao xin nói với bọn Trung Quốc là Việt Nam cưỡi rồng bay trong gió, Trung Quốc cưỡi chó sủa gâu nâu. Tụi bay đừng hòng mà lâm le xong chiến nước tao, vì Việt Nam không phải dạng vừa đâu. Ok. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói đến sự tích bị cả. Rồi, các ông gì, các ông Trung